người được đạo. Như vậy vì sao lại nói hết thảy các pháp đều vô sanh? Nếu hết thảy pháp đều là vô sanh thì làm sao có được sanh dụng? Đáp: người đã được huệ nhãn, biết rõ các pháp đều là vô sanh, còn phàm phu vì chẳng có trí huệ nên thấy các pháp đều có sanh. Do vậy mà Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên câu hỏi: nếu làm vô sanh pháp thì làm sao có được sanh dụng? Ngài Tu Bồ Đề cho biết rõ rằng sanh và vô sanh đều là rốt ráo không. Nếu sanh mà sanh thì sanh pháp đã sanh rồi, chẳng lẽ lại sanh nữa? Còn nếu vô sanh mà sanh thì chưa có pháp, làm gì có sanh? Lại nữa, nếu nói khi sanh là có nửa sanh và nửa vô sanh thì như vậy cũng là vô sanh. Vì sao? Vì nửa phần sanh đã là sanh rồi nên là vô sanh, còn nửa phần vô sanh là tự vô sanh rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chúng sanh chẳng có thể dùng nhục nhãn để thấy được sanh sanh hay vô sanh sanh cũng đều là chẳng thật có, nên Ngài nói là cả hai pháp đều bất thọ, chẳng thọ. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: vì sao nói cả hai pháp đều bất thọ? Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí, rồi rốt ráo làm vô sanh, làm vô tướng. Chỉ vì tùy thuận thế gian mà nói có sanh pháp, có sanh tướng vậy thôi. Thế nhưng sanh pháp ấy cũng là dư quyển dư quá, vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng cả. Lại có thuyết nói sanh là thường, còn sanh pháp là vô thường. Bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề nói rõ rằng sanh và sanh pháp cũng chẳng khác nhau. Vì sao? Vì nếu nói có sanh pháp thì mặc nhiên công nhận có sanh tướng. Bởi vậy Ngài trả lời Ngài Xá Lợi Phất rằng sanh và vô sanh cũng đều bất thọ cả. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe Ngài Tu Bồ Đề nói như vậy, cho rằng Ngài Tu Bồ Đề thích thuyết về vô sanh pháp. Ngài Tu Bồ Đề liền tự nhận ngay, Ngài tự vấn tâm chẳng có gì lỗi lầm, vì những lời Ngài nói ra chẳng phá luận nghĩa vậy. Ngài nói vô sanh pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối. Vô sanh pháp là rốt ráo không, là nhất tướng, làm vô tướng. Bởi vậy nên chẳng có gì để thọ. Đã chẳng thọ hết thảy pháp thì sự thích nói vô sanh pháp của Ngài cũng chẳng thọ vậy. Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề: Ngài thật là người thích nói vì vô sanh pháp, thích nói vì vô sanh tướng, mà danh tự và ngôn ngữ của Ngài nói ra cũng sự thích nói pháp của Ngài cũng là vô sanh. Tâm Ngài thật là rốt ráo thanh tịnh vậy. Sau khi nhận lời tán thán của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề đáp lại rằng: chẳng phải tôi thích thuyết về vô sanh pháp và vô sanh tướng, mà danh tự và ngôn ngữ tôi dùng để nói ra cùng sự thích thuyết vô sanh pháp của tôi cũng làm vô sanh cả. Vì sao? Vì sắc làm vô sanh, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là vô sanh. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa Ngài Tu Bồ Đề, trong hàng thanh văn thuyết pháp, Ngài là người đáng tôn trọng hơn cả. Vì sao? Vì có ai hỏi điều gì Ngài cũng đều giải đáp được. Ngài Tu Bồ Đề đáp: sở dĩ tôi giải đáp được các câu hỏi vì các pháp đều chẳng có chỗ sở y, vô sở y. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: vì sao nói các pháp đều là chẳng có sở y, vô sở y? Ngài Tu Bồ Đề đáp: sắc tánh.
dẫn đến thức tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Nhãn tánh dẫn đến ý tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Sắc tánh dẫn đến pháp tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Đàn ba la mật tánh dẫn đến bát nhã ba la mật tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Nội không tánh dẫn đến vô pháp hữu pháp không tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Bốn niệm xứ tánh dẫn đến nhất thiết chủng trí tánh thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào chẳng giữa. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều chẳng có sở y, vô sở y. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi thực hành sáu pháp ba la mật phải tịnh sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến phải tịnh nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát thực hành sáu ba la mật thanh tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Tu Bồ Đề đáp: đàn ba la mật có thế gian và xuất thế gian, dẫn đến bát nhã ba la mật cũng có thế gian và xuất thế gian vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là ba la mật thế gian và thế nào gọi là ba la mật xuất thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát hành bố thí thì phải bố thí rộng khắp, từ sa môn, bà la môn, dẫn đến hạng người cùng khổ. Ai cần ăn thì cho họ ăn, ai cần uống thì cho họ uống, ai cần mặc thì cho họ mặc, ai cần chỗ ở, tiền bạc, châu báu, thuốc men, vân vân thì cho họ chỗ ở, tiền bạc, châu báu, thuốc men, vân vân. Bồ Tát phải sẵn sàng cho họ tất cả các vật nội ngoại sở hữu của mình mà chẳng móng tâm hối tiếc. Khi hành bố thí, Bồ Tát phải tự nghĩ rằng: hành bố thí là để trừ sang tham, bổn xẻng, nên ta phải xả thí tất cả, phải y theo lời Phật dạy mà hành đàn ba la mật. Khi bố thí xong, Bồ Tát phải đem pháp bố thí thanh tịnh đó để cùng với thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát lại phải tự nghĩ rằng: do nhân duyên bố thí này mà chúng sanh có thể có được sự an lạc ở Niết Bàn, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là đàn ba la mật thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu hành bố thí mà còn chấp ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là còn chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí và có tướng vật mà ta dùng để thí, là chẳng phải tịnh thí. Do bố thí mà còn chấp ba tướng ấy nên chỉ gọi là đàn ba la mật thế gian. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là đàn ba la mật xuất thế gian? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu bố thí mà chẳng còn chấp ngã tướng, tha tướng và thí tướng, nghĩa là chẳng còn chấp có tướng ta hành thí, có tướng người thọ thí và có tướng vật mà ta dùng để thí, cũng chẳng hề nghĩ đến sự đền ơn đáp nghĩa, thì mới gọi là được ba phần thanh tịnh đàn ba la mật. Lại nữa, khi hành đàn ba la mật, Bồ Tát phải biết rõ hết thảy chúng sanh đều là bất khả đắc, phải đem pháp bố thí thanh tịnh đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, dẫn đến phải chẳng còn thấy vi tế pháp tướng nữa. Như vậy mới gọi là hành đàn ba la mật xuất thế gian. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nào hành đầy đủ sáu ba la mật xuất thế gian như vậy thì gọi là Bồ Tát thanh tịnh Bồ Tát đạo? Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát tu tập vì đạo vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát tu bốn niệm xứ dẫn đến tu tám thánh đạo, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề. Tu ba giải thoát môn, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề. Tu nội không dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, làm vì đạo vô thượng Bồ Đề. Tu các tam muội môn, các đà la ni môn, mười lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, vân vân, đều làm vì đạo vô thượng Bồ Đề cả. Luận hỏi: trong 500 vị A-la-hán đã được Đức Phật thọ ký thì ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, ngài Maha Ca Diếp là bậc đầu đà đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là bậc vô tránh tam muội đệ nhất,
Ngài Mahaka Chiên Viên là bậc phân biệt kinh điển đệ nhất, Ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhất. Như vậy, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại tán thán Ngài Tu Bồ Đề là người thuyết pháp không đệ nhất, đáng được xưng vương tôn trọng hơn cả? Đáp: Phật dùng Phật nhãn quán hết thảy chúng sanh, thấy có người lợi căn, có người động căn, rồi y theo sự đắc pháp của từng người mà thọ ký, chẳng bao giờ có sự lầm lạc. Như Ngài Phú Lâu Na ở trong đại chúng khéo dùng các nhân duyên, các thí dụ, các phương tiện thiện xảo khác để thuyết pháp, khiến người nghe được nhiều lợi lạc. Do vậy mà Ngài được gọi là người thuyết pháp đệ nhất. Còn Ngài Tu Bồ Đề thường hành vô tránh tam muội, nên đã tương ưng với Bồ Tát Đạo. Ngài còn dùng các phương tiện thiện xảo để thuyết về vô tướng pháp. Ví như người thông thạo nhiều nghề, có thể làm tốt nhiều việc mà vẫn có nghề chẳng đạt đến mức tinh xảo so với các người thợ chuyên môn giàu kinh nghiệm về một nghề vậy. Cũng như vậy, do thường hành pháp không, thường thuyết về pháp không, nên khi vừa nghe Ngài Xá Lợi Phất nêu lên các câu hỏi, Ngài Tu Bồ Đề liền giải đáp ngay, chẳng chút e ngại. Bởi vậy nên Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề là người thuyết pháp không đệ nhất, đáng được xưng vương, đáng được tôn trọng. Khi nghe Ngài Xá Lợi Phất tán thán, Ngài Tu Bồ Đề chẳng có từ chối, cũng chẳng có thọ nhận. Vì sao? Vì Ngài Tu Bồ Đề đã được tâm an định nên chẳng bị giấy động vậy. Ví như bậc toàn thiện, chẳng có tự tán thán, chẳng có tự quỷ báng, lại cũng chẳng có tán thán người chưa xứng được tán thán, cũng chẳng quỷ báng người khác vậy. Bậc toàn thiện dù được tán thán vẫn chẳng sanh tâm tự mãn, chẳng bao giờ cho mình tốt hơn người. Nên biết rằng tự tán thán là cao mạn, chẳng phải là cách xử sự của bậc đại nhân. Tự quỷ báng là dối trá, tán thán người chưa đáng được tán thán là nịnh bợ, là chẳng có thành thật. Ngài Xá Lợi Phất khi nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết về vô sanh pháp liền tính thành tán thán. Chẳng phải vì Ngài thiêm vị Ngài Tu Bồ Đề mà tán thán vậy. Còn Ngài Tu Bồ Đề nghe Ngài Xá Lợi Phất tán thán mà chẳng từ chối, chẳng thọ nhận. Vì sao? Vì Ngài đã đoạn trừ tâm ái pháp nên chẳng sanh cao tâm, cũng chẳng sanh nhiễm trước lời tán thán, khiến các lời giải đáp của Ngài đều được vô ngại, vô chướng. Sở dĩ Ngài được vô ngại vô chứng như vậy, vì Ngài biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có chỗ sở y, vô sở y. Vì vô sở y nên là vô ngại vô chứng vậy. Ngài nói: Sắc tánh là thường không, chẳng y trong, chẳng y ngoài, chẳng y vào, chẳng giữa. Vì sao? Vì trong ngoài chẳng giữa đều là vô sở hữu, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Ngài lại nói: Bồ Tát biết rõ ba cõi đều là vô thường, là không, nên chẳng có y chỉ vào ba cõi. Do vậy mà dứt sạch được các phiền não, dẫn đến thanh tịnh được Bồ Tát Đạo. Bồ Tát do thực hành sáu pháp ba la mật mà được tịnh sắc, dẫn đến được tịnh nhất thiết chủng trí. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất đã biết rằng tịnh sắc dẫn đến tịnh nhất thiết chủng trí là tịnh Bồ Tát Đạo, vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp: Bồ Tát biết rõ sắc là rốt ráo không, nên thường hành các tịnh hạnh, thâm nhập diệu pháp, phàm phu dùng dục nhãn chẳng có thể thấu rõ được,